Đâu mực? Con nào? Con vàng vậy là con đi sau. Con đi sau này nghe mực. Rồi anh em, hôm nay xin chào cả nhà. Vô nhà, vô chuồng. Đi vô chơi, vô nhà, tao đi đường này. Này không có làm gì vậy? Anh em bắt gà mà ngang cả nhà ơi. Đâu rồi? Đâu con kia đâu? Đó con vàng lắm mực. Đó. Ngay đầu ấy đó. Rồi thêm con luốc nữa. Luốc, chạy lên đây con. Đi lại đây. Lại đây con. Đứng ngay cửa chuồng gà nào vô. Mày lùa lại cái mày đứng đó nhau nó vô. Bắt gà không được nữa là ăn muối luôn á. hai chó ngược phụ ra chết là rồi vô mày. Hai con gì chết rồi. Con vàng á, đóng cửa lại để bắt hụt cái nó bay ra ngoài. Tao bị bệnh cái lỗ này lại để bay ra cái lỗ này. Gà vàng á. 1 2 3. Hay quá mày coi. Nhất này anh em đi cắt móp. Lưới hơi dày quá à, móp nó không lọt xuống được cả nhà. Nhẹ nhẹ tay chạy. Đây, rồi gớt xuống được nó thòng lọt. Rồi vậy đó, quăng xuống nó để cái này ha. Tới đó với tay bển kìa. Còn không? Coi coi. Cắt cái trái ấy nó bỏ luôn. Trái hư đó. Hai trái à. Đi mua về thêm. Không đủ ăn nè. Quế tốt ghê luôn cả nhà ơi. Quế không biết làm, chưa có gì làm ăn hết. Nguyên ghế quế nó mau lên ta nguyên đám luôn. Như cây rau rong. Cúng cây. Còn muốn thì ăn hoài hoài luôn. Dạ, em hãy gọt ngót. Mới đi mua móp về. Mua thêm. Nấm, bún, hành,
mướp phải có hành, gốc hành mới ngon. Nấm nữa nè. Sắc mướp. Nấm sắc rồi. Hạt. Nó có bị sâu rồi vậy. Có đâu. Nè. Ừ. Con ong đục quá. Mốt ngon hết hồn. Không có hộp thì chút xíu. Nấu ăn mới ngon. Nó ăn bị cự. Nè, mốt nhà nè. Nó quá trời vậy chắc nó già thôi, không bẻ là nó không được. Hai trái mướp già rồi, con gà mần rồi cả nhà ơi. Em mực mần à, mực giỏi lắm cả nhà ơi. Giờ hãy ốp gà cả nhà ơi. Tương ba muỗng nước tương mặn không? Mặn à. Một muỗng dầu hào đi. Dầu hào nha. Chút muối bột ngọt. Nửa muỗng cà no. Bột ngọt rồi. Đường. Đường mớp nó ngọt sẵn rồi, cho miếng đường thôi. Mặn không? Mặn cho chút muối nữa không? À biết. Chắc nước tương không mặn không? Cho chút muối nữa đi. Nấm mình đem vô luôn không hay là gần chín bỏ vô? Không bỏ vô sao, cái này còn thiếu tỏi băm với hành tím nữa, ngọt vô cộng lên. Cộng lên cho thấm đều đi, đều bỏ sao? Khoảng 15 phút. Mình cho này tỏi băm, với xí củ hành băm. Băm hả băm? Băm. Tỏi. Nó băm, nó băm. Quá hả ơi. Băm tức là nấu nhừ với băm. Cái này là băm. Băm. Hay quá. Rồi, cho nửa muỗng tiêu. Tiêu xay rồi nè. Nãy cay ăn mực. Vừa thôi. Vừa thôi hả? Cho muỗng nữa nha. Nó được. Đó, trộn đều lên để cho thấm gia vị cả nhà. Mới bỏ vô hấp. Thấm gà chắc này đổ vô cái sửng để đi hấp. Này mình hấp trước chín rồi mình mới bỏ hành, hành với mốt nấm rồi vô cả nhà. Bỏ vô trước nó gục hết. Rồi, dở ra. Ui, chưa sâu cả nhà. Dở ra bỏ. À, mình hấp cỡ 30 phút rồi là cỡ 30 phút nữa cả nhà ơi. Ui. Ui. Bỏ hết sảy vô. Rồi giấc này mình bỏ hành với ấy vô cả nhà ơi. Mới chế biến được. Ấy kìa, bỏ nấm vô trước. Chín hết rồi ha. Bỏ nấm vô cái bỏ hành vô luôn, rồi đậy hùm lại lát rồi hả, bỏ mốt vô. Rồi hành góc luôn, thấy góc hành á. Nóng. Gì nóng? Đủ son. Rồi bỏ hành góc vô cái đậy hùm lại lát cái bỏ mốt vô, mốt nó lẹ chín mà. Mốt lẹ mà.
mốt vô chắc ra nước nữa anh. Ừ, nước nhóc bắt rồi, nước ra nước. Rồi chắc này mình ấy mốt lên cái nữa, đậy hùm lại cái nữa là lụm nha cả nhà ơi. Nãy gốc hành nhóc hết rồi, không bỏ hết, bỏ trừ lại nữa. Đấy, coi chừng gớt. Đó, thấy chưa, ta nói coi chừng gớt rồi mà. Nó lộn luôn. Rồi, bỏ lá hành vô luôn. Rồi. Rồi. Rồi nhịn ăn luôn, hết mốt luôn. Lên. Rồi đậy hùm lại cái tăng tóc lên cái nữa là lõm. Hay quá mực ơi. Cũng nãy cũng có lý ha. Rồi thằng tao lần thứ 3. Ui. Nó. Cực kỳ mốt luôn. Cục luôn. Gãy lá hành đó lên luôn. Quá tay rồi. Vừa thôi. Hả? Vừa thôi, đừng thôi à. Không thấy thịt gà. Rồi đã chơi giặt gì mốt hấp gà mà gà hấp mốt để mốt mà không thấy gà thì gà mốt hấp gà đi có mùi gà cho nó chín nè để hầm lại cái nữa vậy ra ginh ra luôn lần thứ tư là ginh ra đó, đó, rồi ôi quá thùm bát ngát luôn rồi sao ginh nè ginh hai bên đó ụt mới ra luôn cả nhà canh hay quá vừa móp vừa ổ gà vừa chín canh độc quá canh độc ha này hấp món này ăn thử nè rồi đó này chắc ngon á chưa ăn chưa biết thấy là qua đây nè nói chung là con làm phải ngon rồi không thấy thịt gà mực đúng sắp gà đúng cái rồi mời cả nhà ăn gà hấp bóp với mấy anh em cả nhà ơi đúng kiểu đó đi. Bữa nay làm món lạ lạ không cho con cái đùi gà hấp mốt kỳ vậy đùi gà này hấp hành cái mốt gì mốt hấp hành kỳ vậy thử nước vừa ăn không được không gà thử thử nước rồi ta gà dạ, 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 dạ. Quá nhiều à nó ngọt ngon không quá đã quá đã trứng ngon không vừa ăn nước ngon quá chứ chăn nước càng ngon ngọc ơi nước ngon quá gà cũng ngon dạ chăn nước càng ngọc kỳ vậy sao có món gà 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 bị cứng không gà bị cứng rồi này gà già mời cả nhà ăn cuộc thịt gà nha cứng nha gà đẻ nó dai mày ơi dai gà mới đẻ ngay cái da nó cứng rồi mà cái nhà ăn bún nha bún với gà hấp mốc rồi cái nhà với giò gà mời cả nhà ăn đùi gà quá trời cứng rồi mọi người giò đấy nước vừa ăn mà rồi đẻ đại mới gột hết hết rượu hết ly rồi ủa hết chứ hết ly rồi cái bún cái đó mực thêm không cho gấp thêm không thôi người ăn tiêu cay tiêu thịt gà lên mực gà nhắc chứ tặng thấy mốt nhiều mực lấy cái giá thì thịt gà lên gà nhóc dưới á ngủ mực á hành rồi để xin dưới cho nó thấm nước nó mới ngon nấm thôi thôi dạ là vậy mà cứng gì trời đủ rồi ăn ăn không cục ngay cái cục nó cứng ăn bún không nè bún không cho nước không à bún đốt thì tầm ngâm ngày nào rồi mời cả nhà ăn cục thứ hai bún không trời vừa ăn cứng gì gà cứng ngắt cho ngắt nữa nên nó ả nó giòn nấm không nấm 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 nấm
quá em. Anh em quay quần bên chảo gà này ngon quá. Ngon quá phải có, này ngon thiệt luôn á. Mất bầu. Gà mái hả? Gà trống. Gà mái. Gà mái có trứng, gà mái đẻ. Đúng rồi. Dạ. Đẻ gà. Ôi ôi. Cứng quá mà. Vậy mới ngon. Gà cóc cóc. Gà trứng thì mới ngon. Gà ta mình cứng. Ngon không? Ngon thịt gà hả? Gà này mấy đứa này ăn chắc cũng cóc cóc quá. Cứ cái cho nó ăn mực. Cứ cái. Cứ cái. Dạ ơi. Ngọc có ăn thịt gà đâu. Dạ mà ăn ngay cái gần cái giò miễn dai. Đó, con cá nó đi. Đùi á. Ăn cóc hành vô nhiều nhiều cũ coi. Nghe nói ta ăn góc hành này ca thông mà miệng nè. Ca thông lắm á. Ca hay nữa. Nè. Cắn nhận được đồng bạc 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 chứ. Ngon quá. Trời ơi. Ngon không Ngọc? Ngon. Trời ơi. Ngọc này hay ngon rồi. Ngon tí. Nó cho làm á. Cho làm á. Cho bác Sáu làm đi. Cũng có cái này bác Tư còn làm á. Cũng hỏi không? Ây da. Rồi dạy chén với con. Ôi ôi đổ một hôi luôn. Bên nhé chùa miệng dạy chén với chồng với. Còn lại là bên chơi chén chồng với. Rồi anh em Toàn Nhân Hải cũng cảm ơn cả nhà đã ủng hộ và coi kênh của Toàn Nhân Hải nha. Cũng chúc cả nhà dồi dào sức khỏe. Giờ anh em xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào clip ngày mai. Chào cả nhà.